Năm qua tôi đã làm gì cho người sinh ra tôi? Năm qua tôi đã làm gì cho người yêu thương mình? Năm qua tôi đã làm gì cho người nâng đỡ tôi? Và năm qua tôi đã làm gì cho những mối quên thân tình? Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trải qua buồn vui thế nào, có giận hờn có thứ tha, ai làm hay thất vọng, nhường thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Dù là như thế nào, dù mọi điều đã có ra sao, chỉ cần quay lại thì vẫn lỡ trên đua, anh không thất bại, chỉ là chuyện năm cũ thôi. Đón chào năm mới. Năm qua tôi đã điều gì sau nhiều lần dòng chơi, và năm sau tôi điều gì sau những bước chân rồi đời. Năm qua tôi có điều gì sau nhiều lần chia tay, và năm qua tôi có điều gì sau những phút giây quay lại. Xin mong chúc cho tất cả các cô chú anh chị sẽ có thật là nhiều sức khỏe và làm ăn phát